Trần Diệp Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu những vấn đề, có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, và chúng ta còn 3 ngày nữa là tới cái ngày tranh luận của bà Kamala Harris và ông Trump. Và trong 3 ngày này, gần như là nhiều người tập trung vào cái nội dung của cuộc tranh luận sẽ là cái gì. Tuy nhiên thì tác động của cuộc tranh luận này là nó giờ cái tác động từ bên ngoài, và nó sẽ đặt câu hỏi liên quan tới những gì đang làm, những gì trong quá khứ và những gì dự tính trong tương lai. Đó chính ra nó là cái mục đích của cái cuộc tranh luận này. Tuy nhiên thì trước khi có cuộc tranh luận thì có nhiều tin tốt dành cho ông Trump. Ngược lại thì Kamala Harris và đảng Dân Chủ đang đối diện với sự chia rẽ trầm trọng. Và quý vị, trong các bản tin ngày hôm nay tôi có được, thứ nhất là ngày hôm qua tôi có là Hội đồng Cảnh sát Quốc gia đã chính thức endorse ông Trump. Và trước đó và bây giờ thì tôi lại có thêm một số tin, và tôi nghĩ rằng là kỳ này chúng ta thấy rõ ràng là cuộc tranh luận và cuộc bầu cử năm nay có nhiều cái biến động, và có thể rằng nó là cái cuộc tranh một cái cuộc bầu cử được xem là tốn kém nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Quý vị, trước hết là chúng ta lướt qua bản tin đi. Bên đảng Dân Chủ lại có thêm một cái nhát sâu hơn. Đó là một trong những giáo sư luật của trường đại học Harvard là ông Alan Dershowitz chính thức tuyên bố rời khỏi đảng Dân Chủ. Và ông nói rằng ông rất kinh tởm đảng Dân Chủ. Ok quý vị, đầu tiên hết là giáo sư Alan Dershowitz đã rời khỏi đảng Dân Chủ và chỉ ra đảng Dân Chủ trung ương, nói rằng ông cảm thấy rất kinh tởm. Đó là cái lời phát biểu của ông. Một trong những luật sư nổi tiếng của Hoa Kỳ là ông Alan Dershowitz đã loan báo là ông sẽ rời khỏi đảng Dân Chủ và chỉ ra cho thấy là có những nhà lập pháp chống Do Thái, bà Do Thái nằm trong cái hàng ngũ của đảng, trong cái đại hội của đảng, và trong đó bà Kamala Harris đã trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Phát biểu với đài radio thì ông trong cái chương trình thì ông Dershowitz đã chỉ ra về đảng Dân Chủ, mà ông nói rằng đã có để cho những kẻ gọi là bài Do Thái phát biểu và những cái kẻ biểu tình chống Do Thái tụ tập bên ngoài. Nó là một cái đảng gần như là chống người Do Thái giáo, chống Do Thái và chống sự phục hưng của người Do Thái mà tôi đã thấy qua, và tôi đã kinh tởm cái đảng Dân Chủ trung ương, tuyệt đối là kinh tởm. Đó là lời phát biểu của ông. Tôi không còn là người của đảng Dân Chủ, tôi là một người độc lập. Ông đã lên tiếng cho biết như trên. Và ông vẫn chưa cho biết là ông sẽ bỏ phiếu cho ai vào tháng 11 sắp tới đây. Tôi muốn nhìn thấy là họ làm cách nào thỏa thuận với Iran. Tôi muốn nhìn thấy cái chính quyền này ở đây làm sao ủng hộ cho Do Thái. Và vị giáo sư trường luật của Đại học Harvard đã nói rằng việc mà ông rời khỏi Đảng Dân Chủ là đã diễn ra đáng lý từ lâu. Và có điều là họ đã đẩy tôi vào cái hướng này, ông cho biết như trên. Và ông chỉ ra cho thấy là Kamala Harris đã thất bại trong việc mà có mặt ở trong cái lời phát biểu của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Quốc hội, và đóng một cái vai trò lớn trong cái quyết định của ông. Và rất nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ đã không có mặt trong cái lời phát biểu của ông Netanyahu tại Quốc hội để mà phản đối ông. Và trong đó thì gần như là ông đã lên tiếng và ông nêu danh đích danh là Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren và Bernie Sanders là những kẻ mà ông nói rằng chống Do Thái, cùng với lại dân biểu Al Sharpton, người đã cáo buộc là có cái chủ nghĩa bài Do Thái trong quá khứ. Và thêm vào đó thì cái việc mà biểu tình bài Do Thái ở bên ngoài của cái việc mà họ nói rằng là đang phá hủy đất nước Do Thái, và ông nói rằng đây không phải là đảng của tôi. Đảng Dân Chủ từ lâu nay là đã bị chia rẽ sau cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 của Hamas vào Do Thái, và trong đó một số thành viên trong đảng đã từ chối không lên án hành động của nhóm khủng bố này và quy trách nhiệm cho ông Netanyahu về trách nhiệm quân sự của ông ở tại dãy Gaza. Và có rất nhiều thành viên đảng Dân Chủ đã kêu gọi ngưng bắn, thúc giục Do Thái là phải tự chế và trong cái vấn đề gọi là đối phó với Hamas và Hezbollah, được xem là nhóm dân quân Hồi giáo khủng bố do Iran hỗ trợ ở phía Bắc cũng như là ở tại dãy Gaza. Quý vị, ông Alan Dershowitz vốn là một giáo sư trường luật, và ông dạy về luật ở tại Đại học Harvard.
ông được xem là một trong những nhân vật rất nổi tiếng và xưa nay vẫn có những cái nhận định về pháp lý, và ông là người của đảng Dân Chủ chứ không phải của đảng Cộng Hòa. Và bây giờ chính thức ông tuyên bố ngày hôm nay là ông rời khỏi đảng Dân Chủ và ông nói là ông kinh tởm đảng Dân Chủ. Quý vị, đó là cái tin thứ nhất. Và cái tin thứ hai mà tôi nghĩ rằng là rất là khó khăn cho đảng Dân Chủ, bởi vì sau khi mà ông Robert Kennedy Jr. rút ra khỏi cuộc đua vào tòa Bạch Ốc thì ông tuyên bố là endorse cho ông Trump, tức là ủng hộ cho ông Trump. Tuy nhiên thì quý vị, một cá nhân ông chưa đủ. Việc mà ông tuyên bố ủng hộ cho ông Trump là đương nhiên và mà chúng ta thấy được rồi. Tuy nhiên bây giờ tới nhân viên làm việc cho ông đã chính thức thành lập một cái Pro-Trump Super PAC, tức là một cái ủy ban hành động chính trị, tức là PAC là chữ gọi là Political Action Committee, thì mình gọi tắt là chữ PAC, để ủng hộ cho ông Trump. Quý vị, đây là một trong những cái mà chúng ta có được tin ngày hôm nay. Cựu những nhân viên của ông Robert Kennedy Jr., tức là cựu nhân viên, quý vị, những người này từng làm việc cho ông Robert Kennedy Jr. đã thành lập một cái PAC để ủng hộ cho ông Trump. Một cái PAC ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump vừa được thành lập, và trong đó sẽ ủng hộ cho, trước đây họ đã được ủng hộ cho ông Robert Kennedy Jr. và bây giờ thì họ đứng sau lưng ông cựu Tổng thống để đẩy ông trở lại tòa Bạch Ốc. Hàng chục nhân viên của ông Kennedy đã bắt đầu phát động một cái PAC gọi là Make American Healthy Again PAC, và trong đó theo tường trình của phát ngôn viên là Jeff Hood, trong đó thì những thành viên này là hầu hết là những người đã làm việc trong cái toán tranh cử của ông Kennedy theo tường trình của tờ Political đưa ra vào ngày thứ sáu. Không cần biết quý vị đang sống tiểu bang nào, tôi thúc giục quý vị bỏ phiếu cho Donald Trump. Đó là lời phát biểu của ông Kennedy đã viết vào ngày thứ năm trong cái thông điệp email gửi ra khi mà ông ngưng lại cái chiến dịch tranh cử ra tổng thống. Và những gì chúng ta cần làm bây giờ là chấm dứt cái này, và cùng một cái năng lượng trên chúng ta sẽ tình nguyện và ủng hộ để đưa ông Kennedy vào tòa Bạch Ốc. Ông Hood đã từng viết như trên, và bây giờ chúng ta cần cái năng lượng này để mà giúp ông Kennedy ở trong cái bàn ở trong tòa Bạch Ốc, cùng với lại sự đoàn kết với ông Donald Trump. Và PAC này sẽ nỗ lực nhắm vào các tiểu bang swing state và nơi mà ông Kennedy vẫn còn tên trên lá phiếu bầu, và trong đó đang có những cái thách thức về pháp lý. Và cái PAC này đồng thời cũng tập trung vào và nhắm vào những tiểu bang blue state, tức là những tiểu bang màu xanh. Virginia, New Hampshire là một trong những cái điều then chốt của cái PAC này. Và quý vị biết được, đây là một cuộc bầu cử rất là sát nút, và sự tranh cử trong cái cuộc bầu cử này nó sẽ là một cái chia rẽ quốc gia, và Tổng thống Trump cần phải thắng một cách vĩ đại ở trong cái cuộc bầu cử theo cử tri đoàn và kể cả lá phiếu phổ thông. Ông không thể làm một mình nếu không có sự giúp ủng hộ của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh lớn hơn. Và cái PAC này sẽ đầu tiên công bố về cái tài chính của họ với là cái ủy ban bầu cử liên bang trước ngày 15 tây tháng 10. Quý vị, đây là một trong những cái tin mà chúng ta có được trong ngày hôm nay. Và ngày hôm qua tôi có loan tin cho quý vị là Đại hội đồng Cảnh sát Quốc gia, một cái nghiệp đoàn lớn nhất ở nước Mỹ, đã chính thức endorse ông Trump. Quý vị, một trong cái nghiệp đoàn lớn nhất cảnh sát đã chính thức endorse ông Trump, và nghiệp đoàn này có tên là FPO. Quý vị, cựu Tổng thống Trump đã nhận được sự đề cử của National Fraternal Order of Police, gọi tắt là FOP, tức là Hội đồng Cảnh sát Quốc gia, một trong những cái tổ chức lớn nhất và lâu đời nhất của nghiệp đoàn cảnh sát, trong ngày 6 tháng 9. Trong thời gian mà ông ở tòa Bạch Ốc, chúng tôi đã đối tác và lãnh đạo, và ngày hôm nay ông Tổng thống chúng tôi vẫn đứng chung với ông. Chủ tịch của FOP là Patrick US đã viết ra trong một bản xác minh sau khi mà có cuộc họp ở tại Charlotte, Carolina vào ngày 6 tháng 9. Chúng tôi hậu thuẫn cho ông, chúng tôi cam kết sẽ không ngừng nghỉ để mà giúp cho ông trong cuộc tranh cử. Và hội đồng gọi là cảnh sát quốc gia đã gần như là đề cử một số những ứng cử viên trong tất cả các cái đảng chính trị trong những năm gần đây. Tuy nhiên họ đã ủng hộ cho ông Trump ít nhất là 3 cuộc tổng thống, và sau khi mà giới thiệu bởi ông Trump thì vị ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đã lên tiếng và nói rằng ông sẽ đưa những bước cần thiết để tăng cường cái quyền lực của cảnh sát, và sẽ có những hành động trừng phạt nặng hơn đối với những tội phạm nghiêm trọng, và sẽ dập tắt nạn di dân bất hợp pháp. Bởi vì Harris là cựu công tố viên của California và ông Trump hiện nay thì đang chờ cái buổi kết án vào ngày 26 tây tháng 11 trong cái vấn đề liên quan tới cái hush money của ông. Thì quý vị, ở trong đây thì họ nhắc lại, và cái nghiệp đoàn này là có 377.000 thành viên và đã tham gia vào cái tổ chức gọi là
cảnh sát quốc tế, hiệp hội cảnh sát quốc tế cùng với lại cái hiệp hội cảnh sát đều lên tiếng endorse cho ông Trump, và đây được xem là một trong những cái quyết định của họ. Quý vị, đó là ba bản tin mà chúng ta có được chỉ 3 ngày trước khi mà có cuộc tranh luận của ông Trump và Kamala Harris. Và quý vị, thông thường thì về phía cảnh sát họ vẫn ủng hộ cho phía ứng cử viên Đảng Cộng hòa, tại vì Đảng Cộng hòa được mô tả là cứng rắn với tội phạm. Còn ngược lại thì quý vị, phía của Đảng Dân chủ thì họ được một số những nghiệp đoàn công nhân ủng hộ cho họ, ví dụ như công nhân ngành xe hay là liên đoàn giáo chức thì họ thường thường ủng hộ cho phía Đảng Dân chủ. Trong khi đó thì các nghiệp đoàn về nhân viên công lực bao gồm cả cảnh sát lẫn sở cứu hỏa thì họ endorse, họ ủng hộ cho bên Đảng Cộng hòa nhiều hơn. Thì quý vị, đây chúng ta thấy rõ ràng là về phía nghiệp đoàn đôi bên 50-50. Tức là ông Trump được 50% các cái nghiệp đoàn ở trên toàn quốc ủng hộ, bà Kamala Harris cũng được 50%. Thì quý vị, đây là cái cuộc so sánh cho quý vị thấy là nếu mà xét về nghiệp đoàn thì hai bên tương đương với nhau. Trong khi đó thì hầu hết những người đã từng theo Đảng Dân chủ bây giờ rời bỏ Đảng Dân chủ. Không những rời bỏ Đảng Dân chủ, họ quay ngược lại, họ endorse cho ông Trump. Mà chưa không những là endorse cho ông Trump, họ còn lập ra cái PAC, tức là một cái quỹ ban hành động chính trị để mà hỗ trợ cho ông Trump thắng cử. Trong lúc đó thì quý vị, những nhân vật được xem là uy thế trong Đảng Dân chủ dần dần bỏ rơi đảng này do cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Là quý vị thấy giáo sư trường đại học và là luật sư là ông Alan Dershowitz đã chính thức tuyên bố rời khỏi Đảng Dân chủ, và ông mỉa mai một cách rất nặng nề. Ông nói một cái đảng đầy kinh tởm. Quý vị, ông là một người lâu đời của Đảng Dân chủ, bây giờ chính thức rời khỏi Đảng Dân chủ, và chúng ta đã chứng kiến được kể từ khi mà Kamala Harris và Joe Biden trở thành người điều hành quốc gia, một bên là phó tổng thống và một bên là tổng thống, thì chúng ta nhận thấy trong 3 năm rưỡi, gần 4 năm điều hành, họ đã đưa nước Mỹ tới sự chia rẽ trầm trọng. Không những là nước Mỹ đi tới sự chia rẽ, mà ngay trong nội bộ đảng của họ cũng có sự chia rẽ. Thì quý vị, họ chưa bao giờ giữ được lời cam kết là đoàn kết quốc gia. Trong khi mà quý vị còn nhớ năm 2020, họ tuyên bố rằng sẽ đoàn kết quốc gia. Kết quả 3 năm rưỡi, gần 4 năm điều hành quốc gia, họ chia rẽ quốc gia trầm trọng hơn. Và cái nền chính trị phân cực càng lúc càng rõ nét hơn. Càng lúc càng rõ nét hơn. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến được nếu Kamala Harris mà trở thành tổng thống thì nước Mỹ còn chia rẽ trầm trọng hơn nữa. Còn chia rẽ trầm trọng hơn nữa bởi vì cái thái độ của bà ta. Cái thái độ, và trong 3 năm rưỡi qua người ta đã chứng kiến bà ta trong vai trò phó tổng thống. Quý vị còn nhớ là bà ta trong mấy ngày trước tuyên bố là bà ta sẽ giảm thuế cho thành phần tiểu thương từ 5.000 cho tới 50.000 Mỹ Kim. Một cái lời bánh vẽ rất là hay được đưa ra. Tại sao bà ta không làm trong 3 năm rưỡi qua? Trong 3 năm rưỡi qua khi phục hồi đại dịch và bắt đầu phục hồi kinh tế, tại sao bà ta và Joe Biden không giảm thuế cho thành phần tiểu thương? Ngược lại, Joe Biden còn ra lệnh là sẽ đánh thuế cho những người trên 400.000 Mỹ Kim. Rồi chưa kể là ông ta buộc các ngân hàng là phải báo cáo nếu như có cá nhân nào deposit tiền trên 600 Mỹ Kim. Những cái này là những cái gây tổn thương cho người dân Hoa Kỳ. Bây giờ ra tranh cử tổng thống, bà ta nói rằng là bà ta trở thành tổng thống, bà ta sẽ giảm thuế cho giới tiểu thương. Tại sao 3 năm rưỡi, 4 năm qua không làm? Mà bây giờ đợi tới tranh cử tổng thống mới làm, trong khi bà ta đang làm phó tổng thống của Hoa Kỳ. Thì quý vị, chính điều này người ta sẽ thắc mắc về những cái bánh vẽ mà bà ta sẽ đưa ra trong cuộc tranh luận. Bên cạnh đó thì người ta chứng kiến được một nước Mỹ đầy chia rẽ. Nền chính trị phân cực của nước Mỹ nó càng lúc càng rõ nét. Rồi ngay trong đảng Dân Chủ, sự chia rẽ còn trầm trọng hơn. Sau khi mà bùng nổ cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái, thì quý vị thấy trong đảng Dân Chủ đã bắt đầu có sự chia rẽ trầm trọng và rất nhiều thành viên của đảng Dân Chủ đã rời khỏi đảng Dân Chủ. Quý vị thấy ngày hôm qua, hôm kia tôi có làm bản phân tích là chủ tịch khối đa, không phải chủ tịch mà là lãnh đạo khối đa số của Thượng viện California đã tuyên bố rời khỏi đảng Dân Chủ và gia nhập đảng Cộng Hòa, và nói rằng sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đây không phải là nhân vật bình thường. Lãnh đạo khối đa số Thượng viện của California. Và trước đó cũng đã có một thượng nghị sĩ gốc Dân Chủ rời bỏ đảng Dân Chủ và gia nhập đảng Cộng Hòa. Thì quý vị, đây được xem là cho thấy rõ ràng đảng Dân Chủ
trong 3 năm rưỡi qua, chúng ta đã chứng kiến được họ đẩy những cái nghị trình cực tả, khiến cho nội bộ đảng của họ trở nên chia rẽ. Và những không những chia rẽ trong nội bộ đảng của họ, mà ngay trong xã hội Hoa Kỳ, nó đã gây ra sự chia rẽ trầm trọng. Ngược lại, quý vị, bên phía ông Trump, thì lúc mà ông tái tranh cử trở lại, thì những thành phần mà gọi là có thành kiến với ông Trump vẫn tiếp tục công kích ông cho tới thời gian gần đây. Đặc biệt là sau cái biến cố mà ông Trump bị ám sát hụt vào ngày 13 tại tháng 7, thì nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ đã bắt đầu tỉnh ngộ, đã bắt đầu nhìn thấy được cái vấn đề của đất nước Mỹ này đang đối diện là cái gì. Và họ không chấp nhận nổi cái chính sách cực tả. Quý vị, họ rời bỏ đảng. Ngược lại, ông Trump thì lại sẵn sàng đón tiếp tất cả những người mà có thành kiến với ông. Từ Robert Kennedy Jr. lúc ra tranh cử, cho tới bây giờ, ông đích thân endorse ông Trump. Mà không những ông endorse, những cựu nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Robert Kennedy Jr. bây giờ thành lập một cái pack để ủng hộ cho ông Trump. Rồi quý vị, những thành viên của Đảng Dân Chủ tuyên bố là gia nhập Đảng Cộng Hòa và Make America Great Again, một cái câu khẩu hiệu ông Trump đưa ra từ năm 2016. Và bây giờ họ vẫn dùng cái câu này làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì quý vị, mình thấy rõ ràng cái chiến dịch tranh cử của ông Trump đang đi tới sự đoàn kết. Đang đi tới sự đoàn kết, ít nhất là những người từng chống đối ông Trump bây giờ sẵn sàng đứng sau lưng của ông Trump. Họ sẵn sàng đứng sau lưng của ông Trump để lấy lại cái đứng vững này. Lý do thứ nhất là quý vị, sau một thời gian họ bị một cái đám mây mù xám của đám truyền thông tung ra, khiến cho họ có thành kiến sâu nặng với ông Trump, khiến cho họ có một cái ác cảm với ông Trump. Nhưng họ chứng kiến 3 năm rưỡi qua cách điều hành của Kamala Harris và Joe Biden. Thứ hai là cái sự gọi là vuốt ve những cái thành phần khủng bố của Đảng Dân Chủ. Và thứ ba là họ bắt đầu tiếp xúc với chiến dịch tranh cử của ông Trump và thậm chí tiếp xúc trực tiếp với ông Trump. Họ thay đổi quan điểm hoàn toàn. Họ thấy rõ là họ bị bịt mắt, bị đám truyền thông tung những cái tin và tung những cái tiêu cực về ông Trump, khiến cho họ có thành kiến cho tới khi họ gặp được ông Trump. Cho tới khi họ gặp được ông Trump, họ tiếp xúc con người của ông Trump, họ tiếp xúc với chiến dịch tranh cử của ông, họ thấy được cái chính sách của ông, bắt đầu họ đối chiếu so sánh lại và họ đứng sau lưng ông Trump. Có thể nói là chiến dịch tranh cử lần này của hai phía, Kamala Harris và ông Trump, chúng ta sẽ thấy hai cái rất là rõ nét. Một bên thì đang cố gắng đoàn kết quốc gia, hàn gắn những vết thương là phía ông Trump. Rõ ràng những người chống đối ông bây giờ quay ra ủng hộ cho ông. Trong khi ngược lại, Đảng Dân Chủ thì càng lúc càng bị chia rẽ hơn và họ càng cho người ta thấy là họ vẫn đang chia rẽ đất nước. Họ vẫn đang chia rẽ đất nước. Họ vẫn tiếp tục khai thác những cái playbook mà họ đã dùng trong mấy chục năm qua. Thứ nhất là tiếp tục kích động cái thù hận trắng đen. Thứ hai, họ bắt đầu kích động cái chủ nghĩa bài Do Thái. Và thứ ba là quý vị thấy được họ đang tìm đủ mọi cách để gây bất ổn xã hội, để giành chiến thắng. Thì quý vị, những cái chiêu thức này họ vẫn áp dụng cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nói, người cử tri, người dân họ nhìn ra vấn đề. Họ nhìn ra vấn đề. Họ không bị lôi kéo bởi cái đám truyền thông dẫn dắt và xỏ mũi. Họ có cái thông tin đa chiều hơn. Và quý vị thấy rõ ràng, từ đầu năm tới bây giờ, họ kích động đủ kiểu, nhưng không thành công. Rồi quý vị, nhất là sau cái biến cố mà ông Trump bị ám sát ngày 13 tại tháng 7, thì người Mỹ nhận ra là cái tình trạng nguy hiểm chính trị. Các ứng cử viên chính trị, các người tham gia chính trị đã không còn được an toàn khi mà cái máu bạo động nó được kích động lên. Và quý vị chứng kiến trong 4 ngày đại hội Đảng Dân Chủ, họ đang làm điều này. Đó là lý do sau đại hội, nhiều người rời bỏ Đảng Dân Chủ. Họ muốn nói về chính sách điều hành quốc gia, họ muốn nói về chính sách làm sao đối nội đối ngoại, họ muốn Đảng Dân Chủ phải đưa ra đầy đủ tất cả những cái cần thiết để mà giúp cho người dân vượt qua được những thách thức hiện nay. 4 ngày Đảng Dân Chủ, trong 4 ngày đại hội của họ, họ lên tiếng, họ lôi tên ông Trump lên, họ kích động, người dân nó phải ngủ. Họ nhìn thấy cái ngôn ngữ của Đảng Dân Chủ,
họ biết được đảng Dân Chủ đang kích động những tên khùng điên có thể dở những cái trò ám sát ông Trump lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Tại vì họ không có cửa thắng ông Trump. Cho nên họ tìm đủ mọi cách để kích động điều này. Người dân không ngu. Họ nhìn thấy được cái chủ đích của đảng Dân Chủ. Do đó quý vị và những người mà bình tĩnh trong đảng Dân Chủ, họ thấy được. Tức là đảng Dân Chủ bây giờ vì muốn giành chiến thắng, họ không từ bỏ bất kỳ một thủ đoạn nào, kể cả kích động bạo động. Kể cả kích động bạo động để có thể giành chiến thắng hoặc là khiến cho đối thủ biến mất ra khỏi cái xã hội. Do đó quý vị, 4 ngày đại hội của đảng Dân Chủ, chúng ta chứng kiến được gì? Chúng ta chứng kiến được sự chia rẽ trong đảng Dân Chủ. Chúng ta chứng kiến được cái mục tiêu của họ là kích động làm sao cho có những cái kẻ khùng điên, có những cái kẻ bị kích động sẽ dở những cái chuyện bất ngờ tương tự như ngày 13 tháng 7. Và quý vị, giống như tôi nói là người dân bây giờ họ không ngu. Họ không ngu và chúng ta đang chứng kiến được là hai cái đường hướng tranh cử. Một bên thì cố gắng đoàn kết quốc gia với những người sẵn sàng làm việc chung với mình. Một bên thì đẩy tất cả những ai bất đồng chính kiến ra. Quý vị thấy đó là họ từ chối không cho những người mà họ không thích lên sân khấu. Và chính Kamala Harris và chiến dịch tranh cử của bà ta từ chối những cơ quan truyền thông mà họ cho rằng là có ý định soi mói tới họ. Họ cấm cửa những cơ quan truyền thông này không được tới cái chiến dịch tranh cử của họ xuất hiện bất cứ chỗ nào. Rồi tất cả những ai mà gọi là lên án hoặc là chỉ trích hoặc phê phán thì quý vị, họ đẩy người ta ra hết. Họ đẩy người ta ra hết. Do đó, cái hành động này tôi gọi là cái hành động chia rẽ. Thay vì tiếp cận những người phê phán mình, cùng phe với mình để tìm hiểu coi tại sao họ phê phán mình và đưa ra cái đường hướng giải quyết thì họ không làm. Họ đẩy những người đó ra luôn. Do đó quý vị, cái chiến dịch tranh cử của Kamala Harris đang bị thui chột. Tức là nó tụ tập lại một đám cuồng tín sẵn sàng cắn bất kỳ ai chỉ trích, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai chỉ trích. Do đó quý vị, nhìn bề ngoài thì thấy là nó bơm Kamala Harris lên dữ lắm. Nhưng mà nhìn từ ở trong nội bộ đảng Dân Chủ, chúng ta mới thấy được là cái sự chia rẽ nó trầm trọng. Và ngay trong nội bộ đảng của họ còn không đoàn kết được, thì làm sao quý vị có thể tin tưởng rằng Kamala Harris sẽ đoàn kết quốc gia? Mà ai cũng biết được, nước Mỹ mà chia rẽ, mà suy yếu thì thế lực độc tài toàn trị sẽ lớn. Những quốc gia đang có ý định gọi là thay thế vị trí Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga sẽ bắt đầu tìm cách lấn sân nếu nước Mỹ bị chia rẽ. Trong khi đó, tôi không nhìn thấy được chiến dịch tranh cử của Kamala Harris đưa ra một thiện chí nào để sẵn sàng làm việc với những người chỉ trích mình, để sẵn sàng làm việc với những người khác biệt với mình, mà họ đẩy tất cả những người đó ra. Ngay cả những người đó là những người lâu năm của đảng Dân Chủ. Trong khi ngược lại, quý vị nhìn thấy ông Trump, những người chỉ trích ổng đều tới gặp mặt. Ổng đều tới gặp mặt hết. Và kết quả thì bây giờ ngôn ngữ họ mềm lại. Quý vị nhớ Teamster là một trong những cái nghiệp đoàn lớn nhất từ Mỹ qua Canada. Tới ngày hôm nay, Teamster vẫn chưa quyết định là sẽ endorse cho ai. Nhưng mà nhiều phần trăm họ sẽ endorse cho ông Trump. Tại vì họ đích thân gặp ông Trump. Trong khi Kamala Harris bây giờ mới bắt đầu tìm cách tìm kiếm họ để gặp gỡ. Thì quý vị, họ lại không được phát biểu trong cái đại hội của đảng Dân Chủ. Nhưng họ lại được phát biểu trong cái đại hội của đảng Cộng Hòa. Nổi cái này không thì mình thấy là Teamster, một trong những cái nghiệp đoàn lớn nhất của nước Mỹ, đã bắt đầu nghiêng về phía ông Trump. Tại vì họ nhìn thấy được cái chiến lược của ông Trump, họ tiếp xúc với ông Trump. Và ông Trump đã sử dụng tất cả những cái khả năng của ông, bao gồm cái chiến lược điều hành kinh tế, làm cách nào để mà nâng cấp đời sống của người công nhân lên mà không gây phiền phức cho những đại công ty. Nhiệm vụ của ông Trump là quân bình giữa các đại công ty và nghiệp đoàn. Ông làm được. Trong khi đó, bên Kamala Harris thì quý vị tìm cách vuốt ve những nghiệp đoàn và sát xà bông tất cả những đại công ty. Do đó quý vị, họ thấy ra một bên đang cố gắng thuyết phục những người khác ý kiến với mình để có sự đoàn kết quốc gia. Một bên thì đẩy tất cả những ai chỉ trích mình ra. Thì quý vị, bây giờ nếu mà quý vị đặt lên bàn cân,
Kamala Harris mà trở thành tổng thống thì nước Mỹ sẽ còn chia rẽ tới mức độ nào so với ông Trump khi ông trở thành tổng thống? Quý vị, ít nhất là những nhân vật của Đảng Dân Chủ nằm trong cái team transfer, tức là chuyển giao quyền lực, gọi là transition, là trong đó Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard đều được đưa vào trong cái team gọi là transition, tức là chuyển giao quyền lực. Tại vì trong lúc mà đắc cử là ngày 5 tây tháng 11, ngày nhận chức là ngày 20 tây tháng 1, ngày xác nhận ở trên thượng viện là ngày 6 tây tháng 1. Thì quý vị, khi mà cái người tổng thống đắc cử, tức là elect president đó, là tổng thống đắc cử đó, tân cử đó, thì quý vị phải trong cái giai đoạn mà thành lập nội các, họ có một cái toán tạm thời cai quản tất cả những cái ban ngành. Để đến lúc mà ông tổng thống chính thức mà được tuyên thệ nhận chức, ông mới bắt đầu đưa danh sách của những người được bổ nhiệm vào nội các. Thì cái khoảng trống này người ta gọi là transition, tức là cái lúc mà chuyển giao quyền lực. Thì trong cái team này là những người tạm thời họ sẽ điều hành tất cả các ban ngành của phía của liên bang. Và những người mà đang đương nhiệm phải giao lại quyền lực. Phải giao lại quyền lực từ Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Quốc phòng cho tới Bộ trưởng Y tế v.v. Họ phải giao lại quyền lực. Thì quý vị, cái khoảng trống này là cái khoảng trống mà những người được điều hành, tạm thời điều hành, cho tới khi Tổng thống đặt tay lên cái kinh thánh tuyên thệ. Thì lúc đó, ông mới bắt đầu chọn, mới đưa danh sách của những người đứng đầu nội các ra để cho Thượng viện có thể duyệt xét. Thì trong lúc mà Thượng viện duyệt xét, thì cái guồng máy vẫn được điều hành như vậy. Song hành, khi mà những người kia hết nhiệm kỳ, hết cái thơm của họ rồi, thì quý vị, ông Robert Kennedy Jr. và bà Tulsi Gabbard đã được đưa vào vị trí này. Và điều này có nghĩa là họ sẵn sàng nằm trong nội các của ông Trump. Tulsi Gabbard không phải Đảng Dân Chủ, không phải Đảng Cộng Hòa. Robert Kennedy Jr. cũng không phải Đảng Dân Chủ, không phải Đảng Cộng Hòa nữa. Họ vẫn được đưa vào nội các. Họ vẫn được đưa vào nội các. Thì quý vị thấy rõ ràng là ông Trump đang có cái xu hướng làm việc của những người có tinh thần làm việc cho quốc gia, bất kể họ đảng nào hay không đảng. Tức là một cái nỗ lực của ông Trump là đoàn kết quốc gia. Đoàn kết quốc gia. Trong khi đó quý vị thấy bên Kamala Harris thì là bắt đầu những ai chỉ trích họ là họ lên án gay gắt, thậm chí là họ còn đưa ra cái chiến dịch bôi nhọ phỉ báng đối với những người chỉ trích họ. Thì quý vị nhìn thấy hai cái chiến dịch tranh cử này, chúng ta đã thấy rõ lá phiếu kỳ này sẽ bỏ cho ai. Chúng ta sẽ phải bỏ cho người có thể có cái tinh thần đoàn kết quốc gia, vượt lên tinh thần đảng phái, chọn những người có khả năng vào các vị trí của chính phủ. Hay quý vị sẽ chọn những kẻ tiếp tục chỉ khư khư phần của mình và đẩy tất cả những người chống đối mình ra. Quý vị, lần này cử tri Hoa Kỳ họ có sự gọi là phân tích đối chiếu so sánh để họ biết được lá phiếu của họ sẽ chọn ai. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.